Xin được chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Vui cùng Điệu lý câu hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:10 tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, những điệu lý, những câu hò trở thành một nét văn hóa đặc sắc của người dân lao động, đặc biệt là người dân Nam Bộ. Họ sáng tác trong từng đời sống của mình, khiến cho đời sống trở nên gần gũi hơn, thơ hơn và nhạc hơn. Và với Đình Toàn thì không chỉ là vui với quý vị khán giả mà còn với cả những người nghệ sĩ đến chơi nữa. Chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ Ngân Quỳnh và ca sĩ Đào Ngọc Sang. Ngưng vậy rồi mà còn tăng vậy, tăng lên. Trước tiên là xin toàn chào chị Ngân Quỳnh, chào em Ngọc Giang. Thấy mà hai người đến đầy năng lượng, rất là vui. Hôm nay chị vui không? Quá vui luôn. Khi mà biết đứa con Đào Ngọc Sang này coi trên mạng rồi à, mới biết là ca sĩ Đào Ngọc Sang hôm nay là mình chứng kiến. Đào Ngọc Sang rất là dễ thương. Dạ con cảm ơn. Chị đem tới đây hai màu áo lận, một màu áo buồn và một áo tươi. Người đúng lứa tuổi với mình thì mặc áo buồn. Dạ. Mà đứa tuổi này thì mặc áo vui, áo tươi. Nhúng lại cho em coi cái coi. Đây. Dạ. Giống lồng đèn không em? Ờ. Sao? Đáng lẽ chị mặc bộ đồ này chị sẽ hát vào đêm trung thu nó mới đúng. Ờ. Hoặc là em nghĩ là mình sẽ hát trong lễ khánh thành một cái hãng sản xuất lò xo nào đó. Còn Đào Ngọc Sang, hôm nay bạn đến với chương trình, cái năng lượng đầu tiên của bạn là gì? Cảm giác mình được feel, được học hỏi từ những người đi trước như là má Ngân Quỳnh. Được đến với chương trình ngày hôm nay sẽ được biết thêm rất là nhiều kiến thức về những cái câu hò điệu lý nào đó từ má Ngân Quỳnh cũng như là từ chương trình ạ. Chị sao cái gì? Thấy chị em mình có tuổi mà tung tăng còn em trẻ mà sao em chững chạc quá vậy. Dạ. Mình có phải coi lại mình không? Bình thường là em sẽ mặc bộ đồ khác để mà lên đây, nhưng mà hôm nay nghe nói là quay chung với cả má Ngân Quỳnh nên em phải mặc bộ đồ này, mà tự nhiên mặc bộ đồ này mà nó tung tăng thì nó hơi kỳ, nên là em phải đóng một cái vai nào đó. Đó đàng hoàng lắm. Được mà thôi, má dắt con đi chơi đi mà. Không, má dắt con đi chơi mà má làm kiểu này nè con. Đó. Nên má đừng xiết con. Vậy con mới hợp với má là con. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta bước về vị trí của mình và gửi lời chào đến quý vị khán giả nha. Rồi, xin mời mọi người bước về vị trí. Ngân Quỳnh xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Vui cùng Điệu lý câu hò. Chào Đình Toàn. Đào Ngọc Sang xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đang đón xem chương trình Vui cùng Điệu lý câu hò. Đó là hai người nghệ sĩ cùng đến với chương trình hôm nay và họ sẽ cùng vượt qua những thử thách của chương trình. Mời quý vị cùng gặp gỡ họ ở vòng đầu tiên mang tên Điệu lý quê tôi. Vòng đầu tiên này sẽ có hai thử thách dành cho người chơi và thử thách đầu tiên mang tên hát một điệu lý. Ở đây chúng ta sẽ có chữ trên màn hình, có giai điệu để chị Ngân Quỳnh và Đào Ngọc Sang cùng lắng nghe. Và sau đó mọi người chỉ cần hát lại đúng giai điệu đó với lời ở trên màn hình. Quan trọng là chúng ta phải hát đúng lời, không được sai một chữ. Ok. Yeah. Nếu mình hát đúng giai điệu, đúng lời, chúng ta sẽ nhận được 10 điểm. Mình bấm chuông để giành quyền trả lời. Và việc bấm chuông có thể kết thúc sau khi mình lắng nghe xong giai điệu. Nếu mà Sang hoặc là chị Quỳnh tự tin, tôi có thể hát tốt cái lời này trong giai điệu này, thì bấm chuông liền. Còn nếu không thì mình có thể suy nghĩ một chút. Nhưng đương nhiên ai bấm chuông trước sẽ được quyền ưu tiên. Chị làm gì ạ? Chị hơ cho nó nóng em. Cho nóng tay. Rồi, vậy thì bây giờ trước tiên chúng ta cùng lắng nghe âm nhạc và theo dõi trên màn hình. Chị Quỳnh hơi nóng quá cho nên là nó nóng luôn rồi. Chuông bên kia trước. Vậy hả?
Tại vì em nhìn qua em thấy một gương mặt rất rạng rỡ như là chị nè, chị nè, tao ơi, chị nè. Không có chị bên kia trước. Dạ má ơi, con xin phép má nha. À, chị nè đây. Tiếng tơ ngưng lại, trôi vào bóng đêm. Chỉ riêng tôi âm thầm hiu quạnh, lê mình trên con phố thân quen. Bước qua bao thăng trầm vinh nhục, con điềng nghiêng chiếc bóng đơn côi. Hay quá. Ê, hay chứ. Hay. Nghe như một cái bản nhạc mới. Dạ. Rất hay. Dễ thương. Nó cũng không ra một cái điều lý lắm, nhưng mà thật sự là nghe rất lạ. Rồi, nhưng mà Sang ơi, dạ, như em là người miền Trung thì em người vùng nào? Dạ, Nghệ An á. Thì Nghệ An thì họ cũng sẽ có những cái bài dân ca riêng nè, những vâng, cái hát ví dặm, đúng không? Dạ, ví dặm nè, hoặc là dân ca mình gọi là dân ca Nghệ An á, đúng vâng, không? Em có biết một cái bài nào như vậy không? Em thì thật ra là có truyền thống từ bên ngoại là hát dân ca rất là hay, nhưng mà cá nhân em thì lại được thổi hồn vào dòng nhạc tình từ rất là hồi còn nhỏ, nên là hơi bị quên đi những cái đó. Nhưng mà có những cái ca khúc mà mẹ em thường hay tập với em, ví dụ như ca khúc mà em có thể hát một đoạn ạ. Mời em. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió, về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đượm tình quê. Đó. Nói chung là bên cái dân ca của mình là lý là rất là phong phú. Dạ. Lý Đương Đệm, Lý Cái Mơn, Lý Lý Mỹ Hưng tùm lum hết trơn luôn. Mình mà không ngồi chiêm nghiệm lại thì mình sẽ không đoán đâu là lý gì luôn á. Đây là bài Lý Đương Đệm. Lý Đương Đệm cũng là một trong những cái bài lý quen thuộc, và với người dân, đặc biệt là người dân Nam Bộ, họ sẽ có rất nhiều những bài lý để diễn tả cái nét đẹp trong cái văn hóa lao động của họ. Dạ. Nhiều khi đương đệm thì có bài Lý Đương Đệm, khi kéo chài có Lý Kéo Chài, khi họ đi trồng khoai trồng bắp thì mình có Lý Đất Dòng. Đúng rồi. Và đương đệm thì cũng là một trong những cái nghề truyền thống lâu đời. Người ta đương đệm thì cái sợi đệm đó lấy từ cây bàng hoang dại và đương thành những cái đệm. Chúng ta thường nghe nói ồ giờ này thì ai mà còn nằm những cái tấm đệm nữa, nhưng mà có chị Quỳnh. Và bởi vì đặc tính của cái cây đệm á là nó sẽ ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè. Dạ, cho nên là người ta hay đương tấm đệm để nằm. Nón. Dạ, nón. Giỏ. Giỏ đệm, mình nghe. Ừ. Tách giỏ đệm. Dạ, rồi đó là bản Lý Đương Đệm. Và đầu tiên ca sĩ Đào Ngọc Sang, bạn đã hát rất chính xác. Và Đào Ngọc Sang sẽ có 10 điểm đầu tiên dành cho mình. Cảm ơn ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào thử thách thứ hai của vòng đầu tiên này, mang tên Truy Tìm Mảnh Ghép. Cũng là một trong những đặc thù của những điệu lý, đó là người ta dựa trên một cái điệu lý có sẵn và người ta đặt ra những cái lời khác nhau. Chính vì vậy ngày hôm nay sẽ có một lời mới cho bài Lý Đương Đệm. Và những lời này sẽ được sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Nhiệm vụ của người chơi là phải sắp xếp lại theo thứ tự mà chúng ta nghĩ là đúng, và sau đó bấm chuông để giành quyền trả lời. Sau đó mình hát lại cho Đình Toàn nghe bản Lý Đương Đệm này với lời mới. Nếu chúng ta hát đúng và chính xác sẽ nhận được 30 điểm. Wow. Dạ. Xin mời hai người chơi về vị trí của mình. Toàn xin mời chị Ngân Quỳnh bước qua đây. Rồi Đào Ngọc Sang, em sẽ đứng đây. Đây là lời mới của bản Lý Đương Đệm, và mọi người sẽ sắp xếp lại theo thứ tự. Và sau khi mình xếp xong, mình thấy đúng rồi, mình tin là chắc ăn rồi, thì mình đến bấm chuông để giành quyền ưu tiên. Nếu mọi người không đưa ra được đáp án đúng thì Đình Tàng sẽ đưa ra gợi ý tiếp theo từ chương trình. Trời ơi, tim chị đã đập bịch bịch. Sao vậy? Chị sợ sắp không kịp. Cho nên chị đeo sẵn cái kiến này cưng. Dạ. Để chị thấy. Rồi, nào, bắt đầu nào. Bắt đầu. Xúc cái móng rồi. Mọi người hay lắm nè, hát theo quá thì nó sẽ dễ hơn. Không ngại đầm người gì. Trời ơi, tôi xúc cái móng rồi trời. Trời ơi, trời.
chỉ có 2 phút. Và từng cung bậc trong những bức tranh cho đời thêm đẹp. Rồi chắc không được đẹp nha. Qua rừng thơ anh khác chúng ta. Rồi trời ơi, cái móng chị đâu tiêu rồi. Hết chưa? Hết rồi, hết rồi. Thì về bắt được. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh là người đã sắp xếp xong đầu tiên. Và chị tin chắc đây là đáp án đúng. Thì sắp đại coi 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 có như sao. Tại vì nó có mấy cái rất là giống nhau nè. Qua dần thơ và thiêu hồn thơ. Nhưng mà chị nghĩ rằng cái thêu thì nó sẽ nằm ở trong bức tranh. Tranh. Dạ đúng rồi. Còn qua dần thơ thì nó nằm qua tranh cát cung tơ. Tại vì thêu làm sao mà nó qua cái tranh cát được. Dạ không, cái tranh thôi. Qua tranh rồi qua cát. Thì đó, nhưng cái mà không thấy nào. Cái dấu phẩy là sai đó. Cái dấu phẩy dời lại đây cũng được, mắc cái dấu phẩy. Đúng rồi. Không phải. Đừng có gạt chửi. Tao đứng hồi cũng đúng. Tại vì tranh cát á thì nó, em có thể quần vần thơ được đúng. Nhưng rồi. Mà thêu á thì nó mới qua bức tranh. Rồi bây giờ em mời chị hát thử coi đúng không nha. Khó khăn, khó khăn không ngại, thân tầm trót dương gửi yêu thương qua từng cung bậc, theo hồn thơ trong những bức tranh, ước mong sao tô đời thêm đẹp qua dần thơ tranh cán cung tơ. Hay quá. Thật ra là mình cũng nghe một cách hát khác, có thể cái đuôi được ngân dài như chị Ngân Quỳnh để kết ở đồng cung tơ. Vậy thì với em là em sắp xếp đúng không Đào Ngọc Sang? Dạ. Khó khăn không ngại, thân tầm chất vương gửi yêu thương qua tận cung bậc, theo hồn thơ trong những bức tranh, ước mong sao tôi đợi thêm đẹp qua dựng thơ tranh cát cung tơ. Cũng chính xác. Những người bấm chuông và hát trọn vẹn điệu lý này đó là nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Vậy thì 30 điểm dành cho chị Ngân Quỳnh. Chúng ta đã cùng nhau đi qua vòng đầu tiên của chương trình Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đang có 30 điểm, ca sĩ Đào Ngọc Sang có 10 điểm. Chúc mừng! Chào mừng quý vị khán giả đang đến với vòng 2 của chương trình mang tên Câu Hò Lời Ru. Với phần 2 này thì chúng tôi sẽ xen kẽ những câu hò, những lời ru để cho người chơi họ cùng tham gia. Nhưng lần này thì Định Toàn sẽ chọn 3 lời ru trong lượt chơi ngày hôm nay. Và 3 lời hát ru này, mỗi lời hát ru sẽ có một chỗ trống với 3 đáp án có sẵn A, B, C. Nhiệm vụ của người chơi là chúng ta chọn từ thích hợp, điền vào chỗ trống và sau đó hát lại trọn vẹn câu hát ru. Nếu người chơi thực hiện đúng tất cả những yêu cầu từ phía chương trình sẽ nhận được 20 điểm. Nếu sai, quyền ưu tiên sẽ thuộc về người còn lại, nhưng số điểm chỉ còn 10 điểm mà thôi. Trước tiên thì em hỏi là chị Ngân Quỳnh, như hồi nào tới giờ mình đi hát nè, hoặc là mình lớn lên chăm sóc con cái, thì chị có thường hát những cái câu hò hoặc những cái lời ru cho con của mình hoặc là trong cuộc sống không? Chị sanh con chị lúc năm 93. Dạ. Thì lúc bấy giờ là cái câu hò lời ru nó cũng vơi đi bớt rồi. Nhưng từ hồi nhỏ chị đi theo mẹ chị đi hát, lúc chị mới có 15-16 tuổi thôi. Dạ. Thì đa số hát ở vùng nông thôn, thì chị nghe người ta ru hò cho con cháu nhiều lắm, coi như là chị thâm nhập vô tai luôn. Dạ. Bây giờ chị vẫn còn ấn tượng cái lời ru của cái cô gái ở miền Tây. Dạ. Ru con ngủ á, mà không có hơi, mà ru bằng hơi gió chứ bộ. Cây đa trước miếu ai biểu cây đa sầu, bao nhiêu lá rụng em sầu bấy nhiêu. Lên không có nổi một cái chữ nhiêu, thấy thương lắm. Em nghĩ nó như là một cái truyền thống á, người ta không có phân biệt là hát hay hay hát dở nữa, nhưng quan trọng là họ hát bằng tấm lòng của họ dành cho đứa con của mình. Đúng, yeah. Chính xác. Với Đào Ngọc Sang á, khi em còn nhỏ thì ở ngoài quê của em á, ông bà hay là cha mẹ có ru con không? Dạ có. Mà mẹ em hát cũng dân ca cũng hay lắm. Ừ. Làn điệu dân ca ví dặm, nhất là ví dặm. Đó đó đó. Dạ. Xuất sắc. Chỉ đến đời em là bắt đầu không có theo dòng dân ca này thôi. Ừ. Chính vì cái điều đó cho nên nó khắc ghi vào trong tâm trí của em ạ. Giống như là truyền thống vậy đó. Không phải là chỉ mỗi gia đình của nhà em không, mà rất nhiều người ở xung quanh cái làng đó luôn thì họ đều cái ca những cái ví dặm đó. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình và chúng ta cùng đến với lời ru đầu tiên. Chúng ta cũng sẽ bấm chuông để giành quyền trả lời và tiếng chuông được ghi nhận sau từ hết của Đình Toàn. Nha. Chồng em áo rách em thương, chồng người ba chấm sông hương mặt người. Đáp án A, áo lụa. B, áo gấm. C,
áo mới. Hết. Xin mời chị Ngân Quỳnh. Chị sẽ chọn áo gấm. Những cái câu ca dao này là hồi xưa. Chồng dạ. em áo rách em thương. Người chồng mình đã yêu rồi, cho dầu mặc áo rách mình vẫn thương. Còn chồng người mặc áo gấm, có xông hương, có cái xông cái mùi hương vô thì cũng mặc người đi, kệ à. Người ta. Là cái nghĩa là dạ. như vậy. Chứ còn áo lụa thì nó, chồng người áo lụa thì nó không có mượt bằng vâng. áo gấm. Vậy áo mới thì sao chị? Không, cái từ này là từ ngày xưa. Thì cái áo gấm nó hay hơn là cái áo mới. Đáp án của chị Ngân Quỳnh vẫn là áo gấm. Mời chị hát ru. Chồng em áo rách em thương, chồng người áo gấm, chồng người áo gấm sông hương mặt người. Hay quá. Và cũng là một trong những cái câu mà em nghĩ là họ nói về cái đạo vợ chồng, đúng không đúng chị rồi. Mà thiệt sự là giữa áo rách với áo gấm chị chọn áo nào? Chắc đời bây giờ cho chị chọn áo gấm có cưng ơi. Vậy thì bây giờ chúng ta chúc mừng nghệ sĩ Ngân Quỳnh với 20 điểm. Trời mới đúng nhịp nè. Lời ru thứ hai xin mời. Tới đây trước lạ sao quen, bóng trăng là nghĩa, ba chấm là duyên. Đáp án A ngọn đèn, B bàn trà, C ánh đèn. Hết. Xin mời Đào Ngọc Sang, bạn chọn đáp án nào? Em xin phép được chọn phương án A. Đâu má nghĩ bàn trà mà con. Dạ. Con nghĩ là tại vì là bóng trăng thì nó phải đi kèm theo vế đằng sau, nó sẽ là ngọn đèn thì không, tức là sẽ... em phải nghĩ là họ ngồi cùng ngồi xuống đàm đạo dưới trăng. Thì mình có một cái bàn trà, dù mình ngồi xuống đó, mình cùng đàm đó. Đạo mình nói chuyện dưới cái ánh trăng. Bây giờ chúng tôi cần bạn chốt lại đáp án là dạ ngọn đèn ạ. À, phương án A. Mời bạn hát. Tới đây trước là sau quen, bóng trăng là nghĩa. Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên. Trời ơi dễ thương ghê không? Và đáp án chính xác của chúng tôi đó là ngọn đèn. 20 điểm cho Đào Ngọc Sang. Tính gạt nhỏ mà không được. Và bây giờ chúng ta đến với lời ru thứ ba. Kéo chơi ba chấm đờn cò, đứt dây đứt nhợ quên hò sự sang. Đáp án A 1 tiếng, B 2 tiếng, C 3 tiếng. Dạ em chưa nói chưa hết. Dài lắm. Bây giờ em mới nói hết. Nhưng mà chị mất lượt rồi. Ta quy định mà rõ ràng. Tôi mời Đào Ngọc Sang bạn chọn. Tôi lanh quá. Con xin phép ạ. À. Vâng ạ. Con xin đi. Kéo chơi ba tiếng đừng cò, đứt dây đứt nhờ. Đứt dây đứt nhờ quên hò xưa xa. Trước tiên Đào muốn hỏi là em hiểu đứt dây là mình hiểu rồi, còn đứt nhờ em biết từ đứt nhờ là gì không? Dạ không ạ. Trời, không hát đi đúng rồi gì đó. Trời ơi. Biết hò sự sang là gì không? Biết cái đờn cò là đờn gì không? Ở dưới miền Tây ta hay gọi dây, nó đi liền với chữ nhợ. Đúng rồi, dây nhợ. Dây nhợ này đó. Đàn cò thực ra nó cũng là một trong những cái nhạc cụ dân tộc, và đặc biệt là ở trong cái dàn cổ nhạc. Em nghĩ là nếu mà kéo chơi như vậy thì 1 hay 2 tiếng thì nó sẽ không có ra được, mà phải là 3 tiếng thì nó mới ra được đúng với cái 3 tiếng cũng chưa ra được đâu. Dạ. Cái ỏi e. Đó là đáp án chúng tôi chưa chấp nhận. Xin mời ưu tiên thuộc về nghệ sĩ Ngân Quỳnh. Kéo chơi 1 tiếng đờn cò, đứt dây đứt nhờ quên hò xưa xa.
hát hay ghê không, nhưng mà đáp án không đúng. Và đáp án chính xác đó là C, 3 tiếng. Trời ơi, bị thừa một phố. 3 tiếng đó là hò sử sang. À dạ. Đào Ngọc Sang, chúc mừng em và em có thêm 20 điểm của mình. Dạ, em cảm ơn. Kết thúc vòng 2, ca sĩ Đào Ngọc Sang đang có 50 điểm và nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng có 50 điểm. Chúc mừng! Chúng tôi chào mừng quý vị khán giả đến với vòng 3 của chương trình Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò với tên gọi Hãy Hát Lên! Ở trong vòng 3 này sẽ có ca sĩ đến và hát cho chúng ta nghe một đoạn của một ca khúc mang âm hưởng dân ca. Nhiệm vụ của người chơi là phải lắng nghe thật kỹ để sau đó có thể hát lại đúng ca từ và giai điệu của đoạn ca khúc vừa rồi. Chúng tôi sẽ cho chạy lời của đoạn ca khúc ở trên màn hình, nhưng một số từ ở trong đoạn nhạc đó sẽ được thay đổi bằng cách để trống, đảo ngược, xáo trộn, và chúng ta phải nhớ hát cho đúng. Nếu chúng ta vượt qua được những thử thách của chương trình thì chúng ta sẽ nhận thêm được 50 điểm về cho đội của mình với mỗi lượt chơi thành công. Sẽ có 4 lượt chơi chia đều cho hai người. Và bây giờ hãy chào đón ca sĩ của chương trình chúng tôi. Một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng, ca khúc Giăng Câu với phần thể hiện của ca sĩ Thu Hà và ca sĩ Phú Nguyễn. Xuồng anh đi giăng câu, cây thú tiêu dao nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Trời thành gió mát, cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Cảm ơn Thu Hà và Phú Nguyễn. Một ca khúc rất quen thuộc. Chị Ngân Quỳnh chắc chắn biết bài này đúng không nè? Chị biết. Đào Ngọc Sang, em biết bài này không? Dạ, cũng có nghe rồi ạ. Mọi người cứ yên tâm, sẽ có lời ở trên màn hình, nhưng mọi người vẫn nhớ là lời có bị thay đổi một chút xíu, có bị thử thách một chút xíu. Bây giờ nhiệm vụ của hai người là nhìn lên màn hình, lắng nghe âm nhạc và hát liên tục không được dừng lại. Lượt hát đầu tiên sẽ thuộc về ai nè? Chị Ngân Quỳnh hay là Đào Ngọc Sang? Dạ chắc. Rồi, em nhường cho chị Quỳnh đúng không? Rồi, mời mọi người về vị trí của mình. Trời, chị hoang mang quá. Cầm mic lên. Bây giờ thì xin mời âm nhạc. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh chống ào ào. Chống ào ào. Em hỏi anh sao đi giăng câu, anh chống xuồng anh đi giăng câu. Cái thúc tua dao nơi sông đồng sâu, anh cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Trời thành gió mát, cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Nửa đêm giăng câu, anh ngước lên có muôn gì sao. Rèm thế rầm, rèm thưa không đủ, che nắng mưa dám mơ gì đâu. Xuồng bé tí teo, sóng gió lên phải quay về mau. Chạy xuống máy. Chúng ta nhờ ca sĩ Thu Hà, bạn nhận xét giùm
hai người chơi tôi có sai những cái thử thách nào không? Dạ, cả cô và anh đều hoàn toàn chính xác ạ. Cảm ơn chị là, cảm ơn Phú Nguyễn. Một lần nữa chúc mừng nghệ sĩ Ngân Quỳnh và ca sĩ Đào Ngọc Sang đã vượt qua thử thách của chúng tôi. Và mỗi người sẽ nhận thêm được 100 điểm. Chúc mừng hai người chơi của chúng ta. Đầu tiên là Tài muốn hỏi chị Ngân Quỳnh, ngày hôm nay chị Quỳnh thấy vui không? Chị là dân nòi cải lương. Điều lý câu hò nó cũng nằm ở trong cải lương rất là nhiều. Chị đến đây chị rất là xúc động, là vì lâu rồi chị đi đóng phim, chị không có hát lại những cái điệu lý câu hò, nhưng khi đến đây tham gia cùng chương trình giống như là cho chị gợi nhớ lại cái tuổi thơ, cái tuổi trẻ của chị và cái nghề của mình. Cái điều đó chị cảm thấy rất là xúc động. Dạ, với Đào Ngọc Sang thì sao? Lần đầu tiên mà em được gặp được cô Ngân Quỳnh hát rất là hay, rồi chị dạy cho em rất là nhiều thứ nữa. Em cảm ơn Ngân Quỳnh và anh Đình Toàn rất là nhiều. Một lần nữa cảm ơn ca sĩ Ngân Quỳnh, cảm ơn ca sĩ Phú Nguyễn, ca sĩ Thu Hà. Chúng tôi mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Dằn Câu. Mình cảm ơn luôn chị Quỳnh, cảm ơn luôn. Anh đi dằn câu, anh đi dằn câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào, anh giống ào ào, giống ào ào. Em ơi anh sao đi dằn câu, anh giống xuồng anh đi dằn câu. Cây thú tiêu vào nơi cánh đồng sâu. Anh cắm cây sào nghe sóng rì rào, gió dạt dào. Trời thanh gió mát, cá cắn câu quấy đuôi gọi nhau. Nửa đêm dằn câu, anh ngước lên có muôn gì sao. Rèm thưa không đủ che nắng mưa, dám mơ gì đâu. Xuồng bé tí te phải quay nhẹ mau. Yeah. Em hỏi anh dâng câu ra sao? Anh thả mồi anh đem câu dâng. Anh đem câu dâng con cá nào ăn? Con cá hà mồi, con cá rồi đời, cá rồi đời. Sao không? Anh vui sao không, không như cá về sông, như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng, sáo sổ lòng. Và trong chương trình ngày hôm nay, cả hai người chơi của chúng ta đều bằng số điểm, đó là 150 điểm. Dạ, theo người miền Nam mình là sao chị? Trăm rỡ. Trăm rỡ. Dạ rồi, mỗi người được trăm rỡ điểm. Cho nên, ta nghĩ là cả hai người nghệ sĩ chúng ta cùng nhận chung đi. Dạ rồi mình về mình chia sao. Ngân hồi máy chuyển khoản cho con ha. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ Ngân Quỳnh và ca sĩ Đào Ngọc Sang. Cảm ơn ca sĩ Thu Hà, ca sĩ Phú Nguyễn. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình của chúng tôi Vui Cùng Điệu Lý Câu Hò, 19h10 tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại.